Lúc nãy khi mà tôi đang vui vẻ thuyết trình ở trong lớp để nhận điểm cao, thì thằng bạn của tôi nó phát hiện ra có thứ gì đó bất ổn ở bên ngoài. Tôi thì cứ tưởng chắc là thời tiết hôm nay có tí bão cát hay là gì thôi, nhưng mà không, tự nhiên cát lọt hết vào ở trong lớp. Thế nên là tôi với thằng bạn tôi phải chạy ra ngoài kiểm tra xem là có chuyện gì. Thì quả nhiên là thành phố đang gặp chuyện thật các bạn ơi, tự nhiên có một đống cát gì đó bao phủ xung quanh. Thế nên là bọn tôi đã phải bỏ tiết học lại, cởi bộ đồ học sinh ra và mặc bộ đồ người nhện vào. Vâng thưa các bạn, bọn tôi chính là hai siêu anh hùng ở trong cái thành phố này, người nhện đỏ và người nhện đen. Xin chào tất cả mọi người, lại là tôi Đá với đây. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được gặp nhau phải không? Vâng, tôi biết là ngày hôm nay tôi đang đứng trên mái nhà nói chuyện như thế này thì nó có hơi kỳ cục một chút, nhưng mà anh em cũng phải thông cảm cho tôi. Bởi vì tôi là người nhện mà, phải đứng trên mái nhà đu dây bắn tơ xong rồi bay nhảy các thứ thì người ta mới coi tôi là người nhện chứ. Chẳng lẽ ngồi ở công viên nói chuyện à, đúng không? Thì nói chung là ngày hôm nay anh em có thể thấy sự hỗn loạn trong cái thành phố của tôi này. Xe cảnh sát xong rồi báo động cứu hỏa chạy khắp nơi. Thế nên là tôi đang đi kiểm tra xem là có chuyện gì đây. Chắc là thành phố của tôi lại có quái vật tấn công hay gì rồi. Này mọi người nhìn này, thậm chí là cảnh sát còn chặn đường không cho người dân đi vào trong. What the hell? Sao tự nhiên thành phố của tôi hôm nay kỳ lạ thế nhỉ? Chắc chắn là phải có một chuyện gì đó nó nghiêm trọng lắm anh em ạ. Úi rồi, anh em nhìn kìa, ở phía xa đúng là đang có bão cát hay gì thật các bạn ơi. Người dân đang rất là mau chóng rời khỏi cái khu vực đó. Và đồng thời thì xe cứu hỏa cấp cứu cảnh sát thì lại đang tiến sâu vào trong. Không biết là tại sao có cả cảnh sát nhỉ? Đây chắc chắn không phải là một vụ bão cát bình thường rồi. Không thể nào tự nhiên thành phố mà có bão cát được. Khả năng sẽ là một con quái vật cát gì đó bên trong này sang. Tôi sẽ phải tiến vào xem sao. Gì mà mù mịt hết thế này à trời, chả nhìn thấy đường gì cả. Đến đây xem nào, có gì ở bên này vậy? Ui dồi ôi, một con quái vật cát thật các bạn ơi. What the hell? Oh no, đây là cái thứ gì vậy? Nhìn trông kinh thực sự. Đúng, nó thực sự là một con quái vật cát khổng lồ rồi. Và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái vụ bão cát này. Để tôi ném đá vào mặt nó phát. Ném mấy cái tảng này vào mặt. Hay là chắc là không được rồi các bạn ơi. Nói chung là bọn tôi sẽ phải nghĩ cách để tiêu diệt con quái vật này thôi, chứ không là thành phố sẽ gặp nguy hiểm mất. Rồi, tôi đã bay được vào mũi nó rồi, nhưng mà bị kẹt nó luôn ở bên trong, không thể đấm nó được. Thằng bạn người nhện đen đi cùng tôi đâu nhỉ? Không biết nó đang làm cái gì vậy? Ai à, bị ném thẳng vào trong này luôn chứ. Nào, có vẻ như nó đang cố gắng bắt tôi các bạn ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Chúng ta sẽ phải tìm một đường khác để tấn công. Ui dồi ôi, quái vật này nó phá phách quá. Lần sau giỏi bắt đi ai. Giỏi bắt đi ai. Ui dồi ôi, bắt sao được. Có vẻ như có rất nhiều người dân vẫn chưa thoát được khỏi tòa nhà này. Tôi sẽ phải tìm cách ra khỏi đây sớm thôi. À đây, thằng bạn người nhện đen của tôi đến rồi này. Làm gì từ nãy rồi? Đó, giải cứu anh bạn đấy đi. Ui dồi ôi, ăn ngay phát đấm vào mồm. Đấy, thêm cái gì đây? Những con quái vật cát nhỏ hơn đã được sinh sản ra các bạn ơi. Đâu đâu, để ra nào. Không biết là những người dân đã thoát khỏi đây chưa, nhưng mà tôi sẽ phải xử lý bọn quái vật cát nhỏ này. Nào, lại hết đây. Biến hết luôn. Ây à, đau nha. Ui dồi ôi, từ từ chúng ta sẽ phải né đòn cẩn thận. Xoài, được rồi. Thí sinh tiếp theo, lại hết đây. Thằng này đúng không? Đáo này, đấm cho bay lên này. Ui, nhưng mà sao càng ngày càng đông thế này? Càng đánh nó càng ra nhiều các bạn ơi, không hiểu kiểu gì. Ui, đâu ra với bọn này bay. Rồi luôn, nó hấp diêm tôi luôn. Nào nào nào, mấy anh dai, bình tĩnh chứ. Ai cũng có phần mà. Ui ôi, sập luôn. Bỏ ra nào. Rồi luôn, lại thêm cái thằng kia nữa. Hét cái gì vào trong vậy mày? Cái thằng người cát khổng lồ bên ngoài nó vẫn đang tìm tôi các bạn ơi. Không biết thằng bạn người nhện đen đi cùng tôi đang làm cái gì. Úi dồi ôi, cào cào cho mấy phát. Ôi ôi, vừa mới múa được tí thì bị nó bắt luôn. Cái gì đây? Thằng nào đây? Giật vòi nước này cu. Ừ, đứng đấy mà bố đời à.
Để rồi, cơ hội của tôi để lao lên. Ai da, tôi như vật ruồi. Ông đâu, tôi xong rồi. Có vẻ như tôi sẽ bị lún xuống dưới mất. Rồi luôn, ngạt thở luôn. Ở đây, thằng bạn người nhị đen bây giờ mới tới ạ. Nãy giờ nó làm cái gì không biết. Chắc là đi giải cứu con tin hay là ngắm cảnh gì đấy anh em ạ. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ được điều khiển người nhện đen nha mọi người. Người nhện đỏ bây giờ đi nghỉ ngơi rồi. Ok nào, thằng người cát. Ai à, bấm né rồi sao không được, trời ơi. Vừa mới xuất trận đã cho ăn ngay tảng đá vào mồm rồi. Đúng thế nào. Thằng này nó thích ném đá lắm nha. Ui dồi ôi. Ui, thủng một lỗ chưa. Cô đùa với sức mạnh của người nhị đen. Ừ, chạy đi. Ui, trông nó bò kìa. Ui, nào, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Thời gian này ô lão. Xôi, xôi, quạt đá liên tục vào mặt. À này gì sao. Một phát vào vai. Đau chưa. Ủa thưa sao rồi. Bị bắt rồi. Ui ôi. Nó ném tôi bay cả 100 km anh em ạ. Chúng ta sẽ đu về đó luôn. Ui, người này đen đúng là mạnh thật. Điều khiển người này đen đúng phê thật anh em ơi. Rồi bắn tôi vào mặt sau đó lao vào tấn công. Quăng đá. Đau chưa. Còn chiêu gì tung ra đây xem nào. Ấy à, lại ăn đòn của nó ạ. Thằng người can này di chuyển cũng nhanh phết đi chứ đùa. Thôi từ từ nào. Tôi đã đánh nó mất một cánh tay rồi. Bây giờ nó chỉ còn một cánh tay cát nữa thôi. Nên là chúng ta sẽ khả năng là dễ hơn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ừ rồi. Ăn ngay bình nước vào mặt. Đấy chính là cơ hội của tôi. Lao lên nào. Ui xôi. Một phát vào đầu. Làm sao. Hai người nhện cùng chiến đấu luôn các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như thằng người cát kia nó vẫn rất là chống cự. Vẫn chưa để tiêu diệt nó sau pha đó được. Rồi rồi rồi, chạy 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 chạy. Ui ôi, nó đang cố gắng bắt vào tôi. Nào, bắt đi. Chậm thế sao mà bắt được. Ui, nếu tôi không nhầm thì nó đang leo lên một cái tòa nhà cao tầng đấy đúng không. Ai là cái thể loại gì mà dai thế nhở. Ui ôi, nó tới đây rồi. Ai ra. Spider-Man. Ui rồi lại nữa à. Lại phải đánh nhau với mấy thằng nhỏ nhỏ này à. Ui dồi ôi. Ủa thế nhở. Nào lại hết đây. Rồi. Sức mạnh của người nhện đen thì nó sẽ khác người nhện đỏ một chút. Đó chính là chúng ta có thể sử dụng những cái cú đấm kiểu siêu năng lượng gì đó. Và làm bốc cháy cơ thể của bọn người cát. Còn người nhện đỏ thì tôi vẫn chưa biết sức mạnh là gì. Chắc là kiểu điện hay là gì đó anh em ạ. Ok. Có vẻ điều khiển người nhện đen khá là mượt. Ở trên này. Đó. À có vòi nước này. Giật tất luôn. Khi bọn người cát mà bị dính nước là bọn nó sẽ tan biến luôn nha anh em. Điểm yếu của cát mà. Rồi rồi rồi, đi lại từ từ nào. Chúng ta phải tìm lối để ra ngoài để chiến đấu tiếp với thằng người cát khổng lồ. Chứ bây giờ cái thằng người nhện đỏ. Ôi. Nó vào đây rồi. Ô đâu. Không hiểu nó chui vào đây kiểu gì anh em ạ. Ủa cái gì đây. Thằng nào ơi. Chạy vào bồ lá của khu. À vậy là bây giờ chúng ta có thể sử dụng những cái chiêu đặc biệt. Ok. Nào. Ủa nhiều cát thế. Trong nhà bây giờ ngập tràn kín cát luôn rồi anh em ạ. Như kiểu tôi đang chiến đấu ở sa mạc vậy. Úi xoài. Thế thực sự. Nào nữa. Hết chưa. Đây còn thằng này này. Xử luôn. Ây, tay kìa, tay kìa. Vậy là thằng người cát nó đang trà trộn trong tòa nhà này nha.
Thỉnh thoảng nó cứ cho cái tay ra ngoài nó vợt tôi ấy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu với mấy thằng nhỏ nhỏ này cái đã. Rồi, oánh trên không luôn. Cái thằng này đúng thế nhở. Càng ngày nó càng mọc ra nhiều các bạn ơi. Đánh gì mà mãi chả hết. Ui vẫn còn hai thằng. Bố sút vào mồm. Thằng này nữa. Nốt thằng này chắc là xong rồi. Ok. Người nhện đỏ vẫn đang chiến đấu ở bên ngoài các bạn ơi. Ôi ôi. Giật cả mình ạ. Cứ tưởng nó đang đấm thằng người nhện đỏ, ai ngờ nó cho thẳng vào đây luôn. Ôi từ từ nha, chúng ta đang yếu máu nha. Tôi đang chơi chế độ khó nhất trong cái tựa game này. Thế nên là máu của chúng ta nó không nhiều như bình thường đâu. Một đấm của những con quái này sẽ rất là đau. Rồi, cố gắng lên nào. Ra ngoài thôi. Nó bóc cả cái chân nhà ra rồi kìa. What the hell. Người cát khổng lồ ấy đúng điên thật. Nó tìm mọi cách để săn bọn tôi. Ui nó định nuốt bọn tôi luôn kìa. Ủa may quá, người đạn của tôi đã cứu tôi sau pha vừa rồi. Ừ, đổ hết nước vào mặt cái khu. Nhơn nhơn nhơn. Nhưng mà có vẻ nó chưa chết đâu các bạn ơi. Chắc chắn nó vẫn còn sống và nó chuẩn bị làm những cái trò gì đó rất kinh khủng. Ôi giời ơi, giờ nó có cả lốc xoáy cát hay gì thế này. Ôi giời ơi. Thôi, có lẽ là video này cũng đã dài rồi. Chắc là tôi sẽ hẹn cả là mọi người đánh bại con người ca này vào tập sau. Có thể là tập sau nếu mà anh em để lại cho video này tầm 10.000 like và để lại một đăng ký kênh luôn đi, thì ngay 10 giờ sáng mai tôi sẽ up luôn tập 2 về cái con game này và đánh bại thằng người ca này cho các bạn xem. Hẹn gặp lại mọi người vào 10 giờ sáng mai nhé. Còn giờ chúng ta sẽ kết thúc tập này tại đây thôi.